Minh Khoa xin kính chào quý khán thính giả. Tin nóng ngày 6 tháng 7 của Bài Việt Nữ đã cho tự do. Có những nội dung chính sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhà hoạt động đổ Nam Trung bị bắt theo điều 117 Phóng viên không biên giới kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Văn Dũng Số người nhiễm Covid-19 cao kỷ lục trong ngày tại Việt Nam thu nhập bình quân hàng tháng của người Việt Nam giảm 1% trong năm 2020. Thưa quý vị, vào sáng ngày 6 tháng 7, nhà hoạt động Đỗ Nam Trung bị bắt tại Hà Nội khi đang trên đường đi làm. Ông bị công an tỉnh Nam Định di lý về tỉnh nhà ngay sau khi bị bắt giữ. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, người chung sống cùng ông Đỗ Nam Trung cho RFA biết qua điện thoại về sự việc như sau. Thì là sáng nay thì em đang ngủ thấy con chó nhà em nó cứ sủa sủa thế là em chạy ra em chạy ra em xuống dưới xuống dưới tầng 1 thì là có tầm khoảng 20 hơn 20 người an ninh cả mặc trùng phục cả mặc sắc phục đang ở dưới tầng 1 nhà em rồi thế các anh ấy đi lên tầng 2 nhà em thì các anh bảo em là xuống để làm việc theo bà Ánh Tuyết sau khi bắt giữ ông Trung thì công an đã lấy chìa khóa và tự tiệm mở cửa vào nhà chứ không được sự đồng ý của bà. Phía an ninh sau đó đã tiến hành khám xét nơi ở. Họ vào thì họ, họ, họ khám xét hết toàn bộ ba tầng nhà em, cả phòng của con em, mấy ừ. cái giấy tờ như kiểu giấy khai sinh này là hộ khẩu. Phía cơ quan an ninh không giải thích vì sao ông Đỗ Nam Trung bị bắt mà chỉ thông báo cho bà Tuyết rằng ông Trung bị bắt theo điều 117 của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 2015. À họ, em cũng hỏi là là uh, cho em xem cái lệnh khám nhà và cái giấy giấy tờ để liên quan đến việc mà bắt giữ anh Trung nữa à. khám ở đây thì là người ta cũng đưa cho em cái 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 lịch khám nhà và cái giấy mà cái, cái giấy nó ghi là à, uh, anh Trung bị vi phạm vào cái điều gì luật gì của 117 đấy em không nhớ hết cũng theo bà Tuyết thì cách đây hai ngày công an đã cho người theo dõi việc di chuyển của ông Trung ông Đỗ Nam Trung sinh năm 1981 quê ở Nam Định, là một nhà hoạt động xã hội. Ông tham gia các phong trào xã hội như đánh BOT bị cho là bẩn vì đặt không đúng vị trí hoặc thu phí quá hạn và phanh phui các vụ tham nhũng thông qua mạng xã hội. Ông Đỗ Nam Trung từng bị bắt vào năm 2014 và bị khép tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự năm 1999 và bị kết án 14 tháng tù. Tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là RSF và ngày 6 tháng 7 ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng vừa bị cơ quan chức năng Hà Nội bắt tuần rồi sau một tháng phải đi trốn. Thông cáo báo chí của RSF nhắc lại việc ông Lê Văn Dũng, một người thường được biết đến với tên Lê Dũng Vô Va, bị bắt tại thủ đô Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 và vợ của ông xác nhận tin này vào ngày 1 tháng 7. Người phụ trách văn phòng châu Á Thái Bình Dương của RSF, ông Daniel Bastard, đưa ra kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Lê Văn Dũng trong thông cáo báo chí và nêu rõ đây là một trường hợp mới trong danh sách dài những phóng viên Việt Nam bị cầm tù chỉ vì cố gắng cung cấp cho đồng bào của họ những thông tin đáng tin cậy. Cũng theo lời của ông Daniel Bastard, thì biện pháp bắt giữ ông Lê Văn Dũng cho thấy cơ quan chức năng Việt Nam hoàn toàn xem thường pháp luật khi vi phạm trắng trợn Điều 25 ngay trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. RSF cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và là người đứng đầu Bộ Chính trị từ năm 2011 đến nay, chính là người cổ suý một đường lối ngày càng cứng rắn hơn cho chính phủ Hà Nội trong suốt 5 năm qua. Do đó, ông Nguyễn Phú Trọng bị liệt trong bản những sát thủ tự do báo chí mà RSF đưa ra hôm 5 tháng 7. Lần đầu tiên, Việt Nam ghi nhận số người nhiễm COVID-19 kỷ lục lên đến 4 con số có tổng cộng 1 1102 ca dương tính với virus corona chủng mới được phát hiện chỉ trong ngày 5 tháng 7 vừa qua. Trong số đó, có 13 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1089 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với 641 ca nhiễm, Đồng Tháp có 165 ca và Bình Dương 131 ca. Bộ Y tế Việt Nam trong ngày 7 tháng 6 cũng cho biết có thêm 4 trường hợp tử vong nâng tổng số người thiệt mạng có liên quan đến dịch bệnh này lên con số 94. Bốn trường hợp tử vong mới nhất vì COVID-19 ở Việt Nam đều là nữ và ở bốn địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh và Nghệ An. Như vậy, trong đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Việt Nam ghi nhận 59 trường hợp tử vong. Trong ba đợt trước, dịch có 35 ca chết vì COVID-19. Chỉ trong 5 ngày vừa qua, cả nước ghi nhận lên đến 4.099 người nhiễm mới, chủ yếu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, gây lo ngại cho người dân. Trong khi, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học vào ngày 7 và 8 tháng 7 tới đây vẫn diễn ra bình thường. Khoảng hơn 85.000 thí sinh và 15.000 cán bộ giáo viên nhân viên coi thi được xét nghiệm COVID-19 hôm ngày 3 tháng 7 vừa qua. Hiện thành phố Hồ Chí Minh sau các dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và 1 tháng 5, làm căn cứ công dân ngày hội non sông bầu cử 23 tháng 5 đã trở thành vùng dịch lớn nhất của cả nước vượt qua Bắc Giang. Thống kê cho thấy trên cả nước Việt Nam vào chiều ngày 6 tháng 7, có hơn 1 triệu thí sinh tập trung tại các điểm thi để nghe phổ biến quy chế thi và tiến hành các thủ tục cuối cùng trước khi tham gia kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm nay. Thu nhập bình quân hàng tháng trong năm 2020 của người Việt Nam trong nước đạt 4 triệu 200 ngàn đồng, tương đương chừng 183 đô la Mỹ. Mức này được ghi nhận giảm 1% so với năm trước đó. Tổng cục Thống kê Việt Nam ngày 6 tháng 7 công bố số liệu vừa nêu. Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Trung Tiến, thì mức thu nhập bình quân hàng tháng của người Việt trong nước vào năm ngoái giảm do tác động của dịch Covid-19. Trước đó, từ năm 2016 đến năm 2019, thu nhập bình quân của người dân trong nước được ghi nhận tăng trung bình 8,2% mỗi năm. Cũng do dịch Covid-19, trong nửa đầu năm 2021, có hơn 1,1 triệu người Việt Nam bị thất nghiệp, tăng hơn 100.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt bùng phát dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay, tỷ lệ thất nghiệp tại các khu vực thành thị cao hơn tỷ lệ các vùng nông thôn. Vừa rồi là một số tin nữa vào của ngày hôm nay. Cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin ngày mai, cũng ngay trên kênh YouTube và Facebook của Bài Việt ngữ Đại Châu Tự Do xin chào và chúc quý vị một buổi tối bình an